Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình sẽ nấu cái món gà lẩu gà nồi tiềm ớt hiểm nha bạn. Thì anh em mình có mua được một con gà đá nha. Thì nó đã bại tướng rồi. Thì anh em mình măng rồi, sạch sẽ và đã thui rồi nha bạn. Đây, quá ngon nha. Không còn gì để nói với bạn. Cái nồi lên coi. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Là bờ đô hay là trăm gì người? Quá đã. Người đàn bà có cây cà lem, sô cô la. Sô cô la. Đây bạn thấy ngay cái đùi gà nào không? Quá chất lượng nha bạn. Đó. Nói chung gà này tới 3 ký mấy nha. Một củ thịt chà bá lửa luôn nha bạn. Thì cặp cán của nó thì các bạn có nói rồi. Gà luộc xả nha, gà hầm xả. Ok không? Ok. Rồi bữa nay mình sẽ làm cái món chân điểm đó. Lẩu gà đá, hầm xả, lẩu gà nồi nha bạn. Thì anh em mình sẽ có một cái trò chơi nhân phẩm để nhìn thèm với cái món lẩu gà nồi hôm nay nha. Đó chính là đón tên bài hát nha bạn. Bây giờ bố anh em mình sẽ u uế để chọn bồn. Đi rồi anh mình sẽ bắt đầu làm món lẩu gà nồi này. Ok, okay. Chốt đơn. Chơi lại nào, tôi ăn súng mà. Ta ăn súng luôn à. Ta ăn súng mà. Ta ăn súng. Trường này đón súng. Trường này đón súng rồi đó. Ok, ok. Rồi. Rồi bố anh em mình sẽ u uế để chọn bồn nha bạn. Bữa nay sẽ là chương trình đón tên bài hát nha. Dứt. Vô. Uế. Cái đậu phộng anh em đó ơi, thằng ơi phía đậu, thằng nào đội phía thì ăn. Dạ, một tao dạ. Phía thì nhịn dạ đi thôi, chạy phía đậu đi nhịn chắc hồn có ơi. Bây giờ tôi nói anh em nghe nè, tôi nói anh em nghe nè ai mà đội phía thì được ăn, còn tao đội phía luôn luôn nhìn miệng. Cuộc đời ta gắn liền với hai tự nhìn miệng. Nhìn miệng chắc rồi. Bị vậy luôn á. Ông có cái kiếp nạn cái gì không? Cái gì không biết vậy á? Ờ bà mà không biết. Nói chính xác á. Cái gì cũng biết chơi nhưng mà có ăn là không biết. Buồn chứ chạy đâu. Rồi vô nè. Đâu rồi. Rồi. Mình đi bên bồ. Còn te và lùng một bồ cho bà. Làm món đi. Làm món trước đi. Làm món trước đi. Bây giờ cái đây xuống làm nấu món ở đi. Rồi ok. Đây cho tỏi vô nha bạn. Cái nồi mới vừa bên. Đây là nguyên con gà 5 kg rồi nha bạn. Đủ ba nổ nữa các bạn ơi. Ba ký mấy ba nổ. Đây vô xả nha bạn. Đó, xả mình xào cho nó bốc mùi lên nha. Lùng cà lép. Lùng cà lép. Mày chơi lâu ca. Gà nồi này là của tao ăn. Tao ăn kiểu mà. Ông này giờ tao giấu cái đồ này, cháu nó còn xả ăn. Vô vô đi em. Mà chơi cái đầu nổi bu. Đây cho ớt vô luôn nha bạn. Ok. Ớt ngon. Đâu có. Đó này là bé rồi ơi. Gặp ai cái đùi quá lúc sức lắm. Đây nè, đây nè, nghe nè. Đợi này cho cái trò gì đó bên. Trời ơi. Tới gáo. Gáo rồi mọi người. Này biết được ăn sung dữ trời. Chưa biết đâu. Giờ là tỏi ớt xả nó đã bốc mùi thơm dần dần nha bạn. Giờ cho gà vô để mình. Hai cái luôn mới được mới đủ này. Sao tăng nha. Thêm cái đi. Cái luôn không? Quá sao thật tình. Quá trời cái đậy nậu luôn hôm nay. Đây. Rồi miếng. Rồi được rồi. Xào cho cái thịt gà nó săn lại nha bạn. Rồi mình sẽ bỏ nước dừa vô nha. Bảy giờ mình xào thịt gà nó săn, mình sẽ nêm vô luôn này cho thấm vô cái thịt gà cho nó ngon nha. Đây một chút muối nha. Đây một chút đường ngọt, một chút đường. Đây nóng bằng nước dừa mình cũng hạn chế đường nha bạn, không lạm dụng không. Đúng. Đây nước mắm nha, cho bốc mùi thơm nè. Con thêm này nó gì nha, rửa cho thêm thành nêm. Rồi kho sơ cùng đó thơm nhẹ. Rồi cái nước mắm vô luôn lạnh nha bạn. Ôi, giờ nấu được cơm ăn luôn, còn gì nữa trời. Okay, bắt hồng gạo lên đi, tay ơi. Có rồi, có rồi, có sẵn rồi, coi bắt. Thơm. Thơm nhẹ trời, bắt ngát trên đời luôn đó. Dừa, mà quay quen nó rảnh tới nỗi mà dừa tươi nha bạn. Mà nó gọt giống như dừa khô vậy. Cái gì, sản phẩm gì nè, quên tôi rồi. Sản phẩm gì? Dừa ăn bốn đốt. Để anh tôi làm cả bốn nước. Ok, đây bây giờ vô nước dừa cho bạn hai trái dừa nha. Quá đã. Rồi, cái này để làm. Thêm không? Thêm nước không? Thêm chứ, cho nó rút hết nước dừa đi rồi mà hát thêm nước mắm luôn. Ông làm tới đâu tôi hỏi tới đó rồi. Phải không? Không. Rồi xong luôn rồi. Trời. Hai bé quèo rồi kìa. Đâu không?
chặt cái làm hai lấy cái đó rồi nữa làm cái gáo đi. Quá xả rồi bà, cái nồi lẩu gà bữa nay anh em mình nó ngon thì trên cả thịt về luôn nha. Ai ăn chặn này? Tốt chứ ai? Không phải ông ơi. Ai bộ đẩy trái lại vậy? Sao vừa? Đúng rồi. Chứ kê chiếc gương của bà quỷ trái lại vậy? Rồi bây giờ là anh em mình để đây nấu cho bạn nấu liu liu cho cái nước dừa này nó rút vô trong thịt gà nha. Ngồi nữa mình sẽ cho nước lọc vô nha bạn. Đây cái nồi lẩu gà của anh em mình nấu nãy giờ cũng gần chín rồi nha bạn, rất là ngon nha. Cũng thịt tao đấy các bạn thấy sao, quá đã không? Trời bữa nay tới công chuyện rồi. Rồi bây giờ tới công đoạn là mình cho củ cải trắng vô cho cái nước lẩu nó sẽ trong lại nha bạn. Đẳng cấp dữ trời. Đẳng cấp như vậy mà. Quá quyết luôn. Nắm gầm vô luôn chưa? Vô luôn. Tại vì cái củ cải trắng này mình đựng cho nó mềm mềm quá cũng ngọt. Đây mình cho nấm gươm đi luôn bạn. Là cái nồi lẩu gà của mình các bạn biết là nó không thể nào là không ngọt nữa chứ. Ngon xíu sắc luôn rồi đó. Thì dán lên nha em Vinh, đậu quạo bữa nay trên miệng ké thiệt nha. Rồi toán lại tôi vô không, tôi chắc. Dạ. Cố gắng hết sức mình. Cố lên. Thôi mình nghe được lời nói em Vinh, mình sẽ cho hết một muối vô đây luôn nha bạn. Ủa rồi, nhịn luôn, nhịn em hết luôn. Quán. Cái nồi lẩu gà của anh em mình nó đã chín và nó đã hoàn thiện nha bạn. Nó đã rất là ngon rồi nha. Sắp đường dính thêm. Wow. Gấp rồi. Sắp đường dính thêm rồi. Sắp được nhìn miệng rồi. Sắp được nhìn ai ăn đây không biết đây. Đây, vô ớt. Công đoạn cuối cùng là cho ớt hiểm vô nha bạn. Vô ớt. Wow. Ngon liền. Xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Hết gì hết luôn. 1.101 trái ớt. Hết luôn nha bạn. Hết luôn chứ hả? Ngon lành. Ngon lành. Rồi. Tắt bếp luôn nha bạn. Đó. Quá đã. Quá tuyệt vời. Ai ăn đây? Mình ăn. Ai sẽ là người ăn đây? Đó, bây giờ để anh em mình sẽ dọn ra để anh em mình cúng cho ông bà đất đai, rồi sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món lẩu gà và bước vào cuộc chiến với anh em mình nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình cũng vừa cúng lẩu gà nồi tìm ớt hiểm trong bà đất đai xong nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ bước vào cuộc chơi nha. Thì mình với Phiên sẽ viết 10 bài hát để cho đội Lùng và Te sẽ đón tên bài hát các bạn. Rồi đội Lùng và Te sẽ viết lại 10 bài để cho mình và Bạch Viên đón bài hát nha. Bây giờ ok. Sấm xì, ai chơi trước? Sấm xì Phiên. Đúng không? Ăn xì đi. Chuẩn vậy sao? Chuẩn vậy sao? Rồi, rồi mời bạn. Còn khuya. Hai, ai sẽ là người đập lộn? Tôi sẽ người đập ông. Tôi người gạp chân rồi. Trời ơi, tới nữa. Giò trong áo hả, quẹt quật nhẹ. Dứt, thẳng đi trước nha bạn. Okay. Ông mà mới em bùa không? Trời ơi. Thì ra nó mới. Thì ra nó mới được cái kéo. Bây giờ ta sẽ chuyển ngược lại một cái lần này nó bị bệnh với ta liền nào. Thẳng đi trước là vậy. Thôi chứ. Ok. Tiếp thú gì vậy? Tiếp thú dưới trời luôn. Rồi tôi các bạn. Ok. Sấm xì. Sấm xì. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cây búa nhưng mà chưa có tà mấy không? Chưa có người dẫn được không? Không luôn. Vậy là thắng đi trước bạn mình chứ. Vâng, sẽ là người chiến đấu trước. Còn đội Lùng và Te sẽ chiến đấu sau. Bây giờ mình với Phiên sẽ sắm xì hơn Sumi gửi. Thắng hát khu ca. Thắng hát khu ca là gì ba? Ủa lộn, thắng hát khu đó. Thắng hát khu đó. Quá đã. Ok. Thắng hát khu đó không? Ok. Dứt. Chì. Đó. Ôi ơi, được. Thôi, còn hên. Còn mai. Còn có cơ hội. Rồi, ok. Vậy là anh em mình sẽ bước vào cuộc tranh tài nảy lửa để giành một cái lẩu gà nồi tiền bất hiểm hôm nay nha các bạn. Bây giờ tới cuộc chiến nảy lửa tới các bạn. Bữa nay là tôi không vô đó là tôi mừng rồi. Có những lúc chuyện trận nhầm nhò. Rồi vậy tới thì chưa sẵn sàng không? Rồi giờ là sao? Mời bác nhạc đi. Tôi sợ mấy người múa lắm, múa rồi là ngồi sao mà. Rồi. Ok, bấm giờ luôn nha. Hay là ở chỗ nào có sẵn là đừng qua nhà nó giờ không? Bấm giờ. Ok. Rồi. Đậu phộng cái gì? Đâu? Ok. Trời. Không cho câu luôn hả? Quên. Trong luôn đi chứ đẹp á đùi với trời. Bạn gì tao bón luôn quá. Ok. Ok luôn, ok vậy đi. Đừng nên bắt nhỏ lại đại ca. Đâu có tắt tiếng luôn. Rồi, vô. Lên nhạc lại. Chưa đâu còn quảng cáo các bạn.
Cậu không thọt quá. Rồi bỏ qua quảng cáo. Ừ. Vô nha. Rồi ok. Tao đang ngồi hấp. Đi hết mấy giây rồi kìa. Đã quá. Không biết là mình biết cao bữa nè chứ phải chăn dừa đâu đậu. Không có thiệt không hả? Chị ông còn cái hỏi ông Thánh đón mà. Rồi nha chứ mày nha. Để coi mình cao như thế nào nha bạn. Vậy trời. Cái lời bài hát dễ đủ vậy. Người đi mà chẳng nói một lời. Để anh chơi với giữa dòng đời. Lời yêu. Rồi. Nay sao quá xa tôi lời thương. Giờ này cũng lặng chối nhận tin em sắp sống bên người. Ông bà gì lạ vậy ông ơi, trời gì lòng anh như đau thắt em ơi. Làm sao rồi ông sao ông ngáo luôn bạn ơi. Thôi mình rơi. Anh cũng như tay nhẹ nhẹ heo ấy. Ông qua đi. Bà này không biết đâu. Ông qua đi đâu. Chết đâu. Ông hỏi mày ca tiếng gì vậy? Bà giả đầu chết tụi ông. Bà thấy nó ca xì qua lấy cặp cái gì đâu. Ông cặp nhẹ. Giờ thấy bạn ai vậy bạn? Trời. Tao chưa tưởng tượng được bạn cái nào dây okay. Vậy luôn á. Tôi không tưởng tượng được. Rồi vô vô kèo vô kèo ơi vô kèo ơi. Đâu không phải biết gì luôn. Bây giờ tao biết chưa biết cái điệu nhạc là Boligo hay Silo hay là cha 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 luôn. Tao không biết luôn á. Tao ghê thiệt chứ. Mày quen ca tổng hợp hả? Bạn nhạc là nó ca gì? Thôi đừng gì lại đây ok làm bạn gỡ rồi bến gì mít luôn vậy ông cố gì mít cũng bình thường làm bạn gỡ rồi bến mít ghê chạy xung với vợ cho chặt nữa đặt chặt lắc luôn á chạy vô anh không cần em biết em như thế nào anh không cần quá khứ em làm sao dù cho ngày xưa bao mối tình không bận tâm. Địch đỉnh với trời. Không bận tâm, chỉ cần em trao tấm cho anh tấm chân tình và lời nói xuất phát từ trái tim. Vậy trời chỉ cần hứa với anh thay đổi. Anh đổi thay. Bốn điều yêu. Bốn điều yêu. Gây 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 gây. Trời ơi. Đủ đủ. Một điều à. Bốn điều yêu hay làm theo em nhé. Điều hứa nhất. Không biết bài đó luôn. Chúng được một câu không? Ừ, mình không biết bài đó luôn nha bạn. Đâu không bài giá đủ chưa? Đâu trong có bài hát có tựa luôn trời. Trời đủ. Đủ kiên. Đủ. Đúng rồi đấy. Đúng lời câu là có ăn rồi. Điều đầu tiên xin đừng mang gian dối. Điều thứ hai chỉ có anh trong đời. Đủ vui với trời. Đúng câu hứng với trời. Ủa thôi. Biết gì hứng thú không? Hứng thú hứng thú. Cái mặt ông quá thú luôn á. Vô nhặt lên bấm thời gian vậy. Quẩn thủ tao vậy chứ tao quá quá hại hại não luôn trời bốn điều tao vô nha em sợ vô nha em sợ vô kìa dứt trời làm bài nữa cho làm bài nữa cho gỡ gỡ mẹ làm bài nữa là ngon đó rồi sao nè gì trời mày vắng chả không phải không? Cái bài giả đủ vậy cà đi mày cứ suy nghĩ tao phải là đùi gà đùi gà đùi gà vô con cá nhỡ nguồn ngược về sông trời Phật ta trời con chim nhỡ ngàn tìm về tổ ấm con cút xa bầy kêu ngoài bến sông thương em bên thương ấy anh còn chờ mong bài giá đủ với trời thương thương em thương từng câu thương em bên ấy anh còn chờ mong đâu thương em thương không, từng không, câu không. Ngỡ anh suốt canh thâu thương em thương cả gì, gì, mưa trời. Đồng chân đôi kìa. Mắt em sầu mày chết tao không tao hết mày ca em sầu bao lần ngỡ hẹn lời nên duyên em rồi tụng kinh luôn tới câu chuyện mày ca này như thế giới quen tao bảo luôn tới câu chuyện với ông rồi đây. Cái đầu ông sắn luôn rồi à, gì đó chiều nay bên kia sông có người lấy chồng có người lấy chồng bên cả bến sông lấy chồng cả bến sông chưa tới mà sao đò ai lặng lẽ dòng xuôi dòng để chiều về bên đây bến sông đâu có còn là con nhạn buồn nắm núi bên sông ai sẽ biết ngơ ngẩn chờ mong chiều nay
xong có người lấy chồng, không được qua ông có ơi, không được qua đậu, không qua đi đậu bỗng qua lỡ hẹn mà nè, sao không biết tôi mới lạ, tôi còn không biết nữa, còn ghi chú hết dưới đan trường mới chịu rồi. Không hiểu đâu. Rồi, ok. Câu này bài này tôi nhìn là tôi cũng hơi im đó, im đó, tôi có thấy rất là im đó. Tôi nhớ trong đầu là mẹ tôi hay bắt hoài. Vậy bà mẹ tôi phải không? Ok, mẹ tôi. Vui với trời, đúng cầu vui với trời. Bài nhạc gì? Bài nhạc chị Tư không? Em. Bài vẫn cấm. Vô. Còn 3 phút là ông ơi. 3 phút mà kiếm bãi nữa được rồi. Chưa chắc là kiếm được bãi đâu. Đã lâu rồi, từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã men thương đau. Lại xới dấu cũ, tìm chúng dư âm của cuộc tình xưa trong cuộc đời. Nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Rồi quen rồi, quen. Tôi yêu chính thôi, những gì vắng là giấc mơ. Biết luôn hả? Để trong tim những kỷ niệm. Ông phải, ông nội. Đừng lời nói. Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ. Còn vẫn mãi. Để trong ký ức. Ghê trời, biết cao, biết tội trời. Dấu yêu từng lời nói. Không biết đâu. Ủa, người ca khúc kì vậy? Từng khúc hát còn vang mãi. Đam mê với âm nhạc với trời kìa. Tại sao yêu nhau? Đừng ổn, đừng cho qua. Rồi lé luôn rồi. Bà đi em rồi. Không, bà này, bà này, con chú ý. Để giờ đây hai ta phải khổ đau mà sao không thể tha thứ. Gì trời. Cho nhau một lần. Tha đâu á, em không được, tao đố luôn trời chứ cầu ấy. Mày đi, ca đó đi, mày ca đi, tao bắt mày ca lắm. Chưa nó chưa nhảy đâu. Mày ca đi, tao ca lắm mày. Quyền ca kiểu đánh lừa không luôn á. Đã lâu rồi, từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau, ta mới tìm về lại nơi chốn cũ. Đang xong ca lâm lử rồi vậy, anh em ca luôn. Của cuộc tình xưa, chưa trong cuộc đời, cuộc tình phải giấu. Ý muốn sai bét. Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận ăn những ăn đi. Không quay đi, đi. Còn con thích ông cố. Đâu không? Bản này của Tấn Hưng này, cái bản gì trời? Tấn Hưng đâu? Dĩ bản cuộc tình mà. Trời ơi, dĩ bản cuộc tình chưa đi quy hả? Ai biết đâu? Tấn Hưng. Nè. Rồi. Có điểm. Bài gì, bài gì? Đây à. Tôi nhìn là tôi cũng là hơi tên không biết trời. Bây giờ đúng con cầu trời. Đây. Con cầu hổ ngồi trời. Trời. Đã rất lâu rồi. Chia hai lối người ơi, nếu yêu dàn lộn đi bản là ai đủ tôi không biết luôn. Trời, cái bản này là ok. À, chuẩn bị nha. Ủa, ông cầm đũa làm gì vậy? Ông mắc lượng luôn rồi, mắc lượng cầm đũa luôn rồi. Tôi xin chậm. Ê, quý phát, quá chiến hả? Quá chiến. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu. Chậm nhìn nhau. Có sao anh ngập ngùng, nhà tôi đơn côi, mời anh ở lại, kể chuyện tha hương. Chưa lần phai nhớ thương. Đậu bọc. Nè nghe này nha, mang tâm sự từ người mang tâm sự sai bét, thiếu đôi tay mềm mang tâm biết sự nơi nào mà tìm. Bản nhạc này rõ ràng là mang tâm sự nè. Nhiều khi ưu tư tựa sông cửa mang nhỏ, người mang tâm sự mà không đúng nè. Nhìn ngoài mưa tuôn, nghe sao lạnh vào hồn. Rồi bố tí quyền luôn kìa. Mấy năm canh bẹt chỉ vui đêm này chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời xin ăn đi. Đêm tâm sự không có ơi. Đêm tâm sự hả? Ừ. Đêm tâm sự. Trời ơi, trời, tao nói người mang tâm sự. Trời, tao biết biết ăn nhặn là mang tâm sự. Mà không biết là gì mang tâm sự. Trời rồi, bỏ đứa xuống là vừa đó. Mình ăn xì người ta ơi. Bỏ đứa xuống là vừa đó.
tâm có câu em phúc thơ. Không có câu nghe mày ca tại bóng lại. Rồi xin xong được chưa? Xin xong được chưa? Tao lại tự nó làm là nhìn miệng nha. Hay lắm kìa đó, mày ca hay cho tao đúng quá. Tao lại cái hà tao nhìn nhìn miệng tao nghe mày ca. Trời ơi, chừng nó đứng cho tôi ca nữa không coi. Bộ ông quá chiến luôn á. Ngoại, tao nói mày là chẳng hà tao nhìn miệng để tao nghe nó ca đâu. Tao hít chọc ca đó. Tới, tới đi cho tôi ca cho ngu trong ngủ. Tao hãy cái quay quay tới ca một cái hay chứ. Ông sung liền quá không? Cả thế giới này hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà quái chỗ gì trời. Ông lụng cái lấy mà bà lạ tôi có biết đâu. Tao không biết điệu nữa. Mấy lạ tôi có biết đâu. Trời ơi, chút xíu tao bị xử luôn trời. Rồi hai ông thì còn ai vô ca nữa. Là thương bài 4 điều yêu chứ mà gì này 4 chắc đừng bán luôn. Điều có trong tựa đó. Đừng mang gian dối. Rồi bây giờ thì đổi mình vậy Vin. Nói chung thì được đọc với tụi nhị một câu mà. Quá khéo. Một câu cũng ăn nữa. Bảo đảm. Quá tốt. Chưa chắc đâu nghe tôi nói mày nè. Chưa chắc đâu qua. Ông ơi, mười chơi Tết không? Ông ấy nói vậy. Rồi bây giờ là tới đội của Lùng và ta sẽ chiến đấu nha. Mà quay phim tất cả nó ghi toàn tiếng Anh đó, mày biết không? Quanh xung quanh xóa xóa. À, mày biết bằng heo? Quanh xung quanh na nu nhiên. Thầy đi đâu mà. Rồi, tính gì kìa. Rồi, bây giờ hát ai ca thế nè. Thắng hát. Thắng hát, thù đấu. Ok. Thắng hát, thù đấu. Ủa, đây 5 phút hả? 7 phút hả? 7 phút. 7 phút không? Thắng hát, thù đấu. Thù đấu. Thù đấu. Thù đấu. Rồi, rồi, ông này cũng đón rồi. Thắng hát mà. Ủa, trời ơi, đâu quý vậy? Rồi, bóc đi, bóc đi. Bóc đi, chừng nào tôi bao kêu bóc nó lắm nha. Trời, cái phiếu này là... Sùng xá xí. Chưa chắc gì mà được một câu đâu. Hoành sân ga nè. Trời trời, ngon với mày. Ok. Rồi, cái nhạc này lộn biết chắc luôn rồi. Bắt bản đầu tiên thôi là đậu phộng ăn luôn rồi. Đậu phộng, ai biết rồi. Rồi, xong cuộc kèo luôn rồi. Rồi, bạn cáo nha, từ từ nha. Im lắm em, im lắm. Về trước giờ. Tóm ăn chắc luôn rồi, một bản đầu tiên là thắng luôn rồi. Chưa chắc đâu ba. Bản này lộn biết. Chưa chắc đâu ba, gì quảng cáo đâu dưới bay. Cha không biết tựa sao anh. Biết. Nói chung là gán 2 điểm thôi, đừng có nhiều. Anh em mình nói với nhau là. Đâu không. Bản nhạc này của anh em ơi. Không phải giờ điểm lắm. Bản nhạc này là bảo đảm mày 1.000 1.000 người biết luôn. Ok. Ok, quá hay luôn. Quá khác luôn. Không biết gì ông đi chưa quảng cáo nữa. Bản nhạc này nè. Vô kiểu nào bấm vô không sao? Bấm vô. Vô đi vô. Bấm vô. Bấm vô lẹ đi. 2 3 dứt. Đang nhảy đó. Đó, rồi vô rồi, quá đã. Quá đã luôn á. Thả tim cho tôi nha. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hót hát thông của những chú chim vừa qua. Ngày vui là lớn. Chưa chắc đâu ba. Cô đơn là hương. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn thân. Tần 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 tần. Chỉ riêng mình ta. Đâu. Đâu, hỏi ai biết đâu. Bài nổi tiếng của Nguyễn Hưng đường nào không biết. Tôi nhảy với ve luôn á. Đâu không, tôi ghi toàn bài dễ không à. Chúng mặn luôn quá. Vô nha. Được ăn luôn rồi. Rồi cái này là nó bú nè. Rồi ok mày. Bú. Không? Không, có câu 1 chạy luôn mày. Dữ vậy sao. Rồi nè, bấm vào đi ông Sao, bấm vào đi. Vô nè. Rồi, bài này là của ông Sao thường hay hát nè. Vô nè em. Vô kìa. Vẫn chăng tôi là con đò nhỏ rồi vẫn chăng cái này của ông Quang Linh tôi là con đò của thằng Linh của thằng Linh bè đôi câu tao lao để tôi cả chặt đôi câu hơn bè đôi câu hơn mấy chèo tôi làm mấy chèo lướt sóng tôi về đúng rồi đó đưa tôi về đưa tôi về với người tôi yêu. Rồi rồi đâu không ca không à. Để cùng hát khúc dân ca quê mình. Ổng. Gì bất lên, gì bất lên. Chưa kể nhớ tại tôi sống vừa bao nhiêu ân tình. Gì bất lên. Bao ân tình là bao ân tình. Bài này bao ân tình một mạc bài làng xưa quê chưa sửa sửa xưa chưa nắng hè gọi nhau gọi không chặt còn nhiêu bao nhiêu sai cùng năm phút mấy cùng em phát chiếc áo tôi gơi ra đầu rồi bắt đầu mày bắt được gì mà đau quá đi qua đây sao mày sửa sai sai dù trời đổ nắng chen chen. Không, bắt được giận đó, bắt được giận đó. Qua đây. 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 Qua đây.
Hồi nãy em nói chữ ra dao rồi. Ok. Gì? Rồi ok. Trời mày đi, mày biết anh có bực da luôn, làm sao biết được. Nè, bỏ xà bắp sao? Nè, tụi này bị hết. Nè, bài này tôi ca hơi bị đỉnh rồi. Rồi, rồi. Mày biết tao biết lại luôn. Ai lắng lên không một lần yêu khi đã yêu. Bắt kẹt, nhìn lên trời, nhìn lên trời. Tình duyên mặn nồng, tròn đời gian máu trăm chân năm bền lâu. Dạ, trong đây. Giấc mơ anh là hoàng tử. Anh đến đây thật là tuyệt vời. Đây bắt kìa mày. Kìa. Em thiết tha trong vòng tay hình hoa. Trong giấc mơ em là hoàng tử. Trai. Cười say đắm. Nụ cười say bét lung linh lòng ta. Hoàng tử của em. Người yêu của em. Trai. Cần giàu sang. Người yêu của em. Người yêu của em. Đứng đây đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em. Không bay bấm là lời, không như án trên chiều trôi. Lời chốt lưỡi đầu môi. Oh yeah, môi. Anh ở đâu từ chiều mình sống đó. Không lắm lắm tay là khó. Cái gì à? Là cái gì à? Hương, anh là ngôi thằng từ hết giờ ông có. Em. Sai. Trong đời chỉ yêu mình em mà thôi. Hoàng tử của em. Hoàng tử của em. Sai. Qua đi. Hoàng tử trong mơ. Trời. Bộ mày hết quen cái gì vậy? Chưa chắc gì mà được ai câu đâu. Rồi. Rồi xong tới con kẹo luôn rồi. Con này tới cái trung tủ hết rồi. Đâu? Chưa chắc đâu. Bà này nó cũng không biết đâu. Rồi bấm giờ đi sao? Dứt nè họ. Bà này nó cũng không biết đâu. Vô nè. Nghe em hát về Bạc Liêu. Rồi thôi. Tôi thấy hương em nhiều. Bạc Liêu quê tôi. Sai. Nhà cô hai ở miệt giáng gai. Người con gái sống bên có món đờn thiệt hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe. Nói mình cho ông con tiếng đờn kim. Cái gì à? Giọng kim lan. Trai. Tôi có nhà chặt khá. Trời ơi. Đừng ra mà bàn tay ba chặt. Giả cổ hoài lan. Trai. Bởi cao. Trai. Đây nhà nông sống quanh quần vùng lúa. Nắng mưa mưa nắng hai mùa. Nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Ờ gần hết thời gian. Còn hết rồi. Bấm vào sao? Cho tôi yêu quê Bạc Liêu. Bấm vào sao? Cho tôi yêu quê Bạc Liêu hả? Đúng rồi. Đi quê Bạc Liêu mà. Yêu quê Bạc Liêu. Trời ơi bài giá đủ không trời. Trời ơi các bạn đã biết rồi. Hết bài. Nè thấy rồi ok. Tốc độ tốc độ lên. Một bài nữa. Rồi không đánh rồi anh Sam. Bài này nó biết rồi. Chưa chắc đâu. Sao trời, nó biết tôi không biết nó đâu. Trời. Nhảy lên fan. Nhảy luôn. Rồi. Đâu biết rồi. Này, trời này đâu biết vô sao. Đâu có anh thiệt không? Ok. Hôm ấy anh đi mình vừa quen. Tình những chưa hành tên. Đôi ta đều biết gặp. Qua đi. Tìm phòng đi với em vậy đó. Tìm phòng. Vô rồi. Đâu? Bài này không biết rồi, là thôi hòa luôn nha fan. Rồi tao thôi. Vô rồi. Bài này dính đạn rồi. Bài này dính đạn rồi. Rồi. Bài này mà không biết đâu tôi lại em luôn á. Mà chưa chắc đâu nha fan. Rồi. Rừng hoa đẹp những hoa màu tím. Chuyên tuyên hướng nhắn truyền hoa xuyên. Chuyện quá xem. Trời ơi. Cái đâu. Biết đúng không? Biết đúng không? Bài ta biết, bài này nó biết. Rồi, bài này cũng biết luôn. Trời ơi. Tốt quá người. Qua tốt, rồi, bài này coi chừng biết luôn nữa. Bài gì ta biết, bài ta nó biết lắm mà. Đậu không đen quà luôn đó. Bài gì ba? Rồi. Cả đấy, làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu. Mấy nhịp nghe. Đúng rồi. Thôi vô ăn đi ông coi. Hết rồi. Hết rồi. Thôi không chạy nữa hả? Không cho ca nữa. Không cho ca nữa. Con ca đã biết không đó. Bà liên á là ăn rồi. Chiến thắng rồi. Bà hợp hành đó là giữa em hả? Tôi nói không? Quang Linh đó giữa mày mà cài. Cái nhà là tôi. Mà mấy tôi cài không? Cho tôi ngồi rồi.
mày thấy mày đổi tay Huy bên cây không? Cho rất là nhiều luôn. Nói chung là bắt đầu của lộn còn lại 1 phút 40 giây nha bạn, nhưng mà đã chiến thắng là thuyết phục nhà 3-1 rồi, không thể nào mà bạn cãi được bạn. Thôi bây giờ sẽ mời tất cả các bạn cùng ngồi xuống để thưởng thức cái món lẩu gà nồi tuyệt bất hiểm với lùng và te nha bạn. Tôi nói gì nữa không, đừng có vô đổi tôi. Cả chỉ là giấc mơ. Mày nghĩ đi, mua con gà nồi đem về măng xong rồi thui xong rồi làm cái lẩu thịt ngon xong rồi ra làm lẩu thịt ngon xong rồi ra nghe quay về đọc kinh sám hối. Ủa không dây cái này là gì vậy? Đùi đà điểu. Hai người hai cái đùi đi. Ông da hịch cái đùi mà bự món nhỏ này chứ nè. Buồn đi chứ. Mọi người gấp gấp cái đùi ăn đi. Đó thì anh á ca hai em đừng chốt. Quên cay nè. Bà ra bụi đây chứ. Cay vậy là hay lắm phải không cô? Thèm gì vậy? Rồi tao luôn cái đùi bự đi. Ừ. Wow. Này nhắc đây là ngon này, cái này lấy đi anh ché liêm anh luôn hả? Đây là thiệt là ngon đó mà. Những bài hát Bác Hủ đến từ vị trí của Thành Sa. Thôi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Rồi cầm cù lên đi, cầm ấy. Rồi mời anh em. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha các bạn. Mời hai anh em nha. Chào mời. Người thì quay cho đẹp, người thì ngồi nhìn cho ngon nha. Cái này là người mang tâm sự nha. Ừ, đúng rồi, người mang tâm sự. Giết mà đêm tâm sự không biết chạy bún chắc thiệt chứ. Rồi gắn từng gụng cái hàm nha. Wow. Mời các bạn nha các bạn. Nóng à. Hàm găng tôi đi nhé. Trời, cái đồ gà nồi ghẻ. Có. Cái gì vậy? Ôi mới vậy cho bạn. Đâu làm bài test làm hàm. Rồi vô anh hai. Mời tất cả bạn nha. Gà nồi thì nó phải dai dai giòn vậy chứ. Ừ, ngon dai. Phải gọi gà nồi mà. Đủ. Dai giòn vậy mới ngon đúng không? Ngon. Dạ dạ. Bằng hai cái dừa thứ gì nổi trời. Thằng sặc ớt. Mới ngon không bạn ơi. Có miếng dẻ à. Rồi miếng thịt lên đây cho bớt nóng. Rồi nóng nhẹ à. Rồi miếng thịt lên đây cho bớt nóng. Cái này tao kêu là không xong cũng sao bông thiệt luôn rồi bên ơi. Đậu phộng tao nói ai đổi mày được ăn tao đổi mày được là nhịn thèm. Thôi nó. Đừng có vô đổi tôi. Đậu phộng. Bệnh luôn thiệt chứ. Ông vô đổi tôi vô đổi kha ăn được xương xương thôi vô ông không được ăn cái nào. Tao hiện tại ăn xương xương luôn thiệt chứ. Mày ăn xương đúng nè. Không có biết xương ăn luôn chứ, ăn xương gì trời, cái gì mà cắn hả, đôi tay nó sụ xuống luôn trời, ghê chứ. Có cái nào giật rồi chứ. Quá dữ luôn rồi. Dài rồi, nghe con nghĩ rồi, nghe con nghĩ rồi. Dài, dài, dài nha các bạn. Không, thật ăn ngon thiệt. Thật ngon mà nói dài. Ngon cái gì nổi gì chưa. Gà đá mà. Gà đá nè, bữa nay mình sẽ đá con gà này dai, cái nào mình biến hoàm được hết trơn các bạn nha. Vô bao nhiêu sắc nghệ chưa chứ hả. Trời ơi, đủ. À, điều đầu tiên xin đừng mang dáng dối. Rồi sao luôn. Điều có anh trong đời. Tính ra đừng câu cũng ăn trời tao buồn chứ. Ai tính ra đừng câu danh dự cũng hậu cũng được chứ. Tao có đỡ đâu được câu nào nó đẹp gái vậy. Đủ. Nói vậy. Ừ. Muốn dây giòn. Ừ, nghe giòn giòn rồi luôn trời. Cái da giòn là thôi nhé luôn rồi. Đủ. Gì trời cái két két của ông nội. Phải ăn thì cũng đã. Cái da nghe gột gột luôn trời. Cái két luôn. Wow. Tao canh thứ hai canh con lụng rồi. Dễ phải. Hai canh này canh giả là nó giật giật rồi đó. Canh giả sao cá bừng già luôn nè. Đẹp quá, chịu hết nổi luôn, đậu bọng quéo luôn rồi. Phải chấm nhiều mới ngon bạn ơi. Các bạn nha. Mời người anh em làm món ăn siêu ngon nha. Ờ, tôi sắm hối rồi. Sám hối rồi, quý vị mới được. Ông với quý vị một cặp mà, có người đánh có người ác. Thật là thú vị vậy chứ. Quá thú vị vậy chứ. Lần đầu tiên mà có một người ca sĩ mà ca hay thế như thế luôn. Thôi, mà biết là quý vị nó ca điệu nhạc gì không? Là bà đa. Chôi. Là bà đa. Là chôi. Không phải nó ca điệu nhạc là chôi, là cái bản nhạc là bản nhạc kia á. Không, ông cao quay phim cao bài lạc luôn. Lạc bằng tiêu luôn. Lạc quẻ. Quẻ nồi đi chứ. Lạc quẻ là nãy bố quẻ một năm nè. Tao tao gỡ luôn. Nói chung là chơi trò chơi mà 30 tập có thể là ăn được 2 tập, còn 28 tập nhìn thèm đẹp gái thiệt trời. Cái gì mà thông minh phết da ta. Ông cục thịt liền. Ủa, làm cục này bạn ơi. Chịu to không lâu liền, ừ dớt lên. Giống bà lạnh chứ ta. Nãy giờ nó dớt nó nguội rồi đó. Sướng chặt bự bự vậy mới tới
tất cả bạn nha. Mà hai anh em cùng chơi nha, anh em mình làm gì cũng phải cố gắng xíu nha. Okay, okay. Bước đi quen. Chứ tài ca rồi. Thoải mái đi, anh em mình là, cái này là của anh em mình. Okay. Còn nóng nhẹ à. Đúng rồi, xong sắp là phòng sắp là có thật luôn. Nấu luôn rồi đậu, còn sốt ruột quá, trời sốt ruột rồi. Ngon, ngon. Cồn cào giống dẹp te, giống bắt giới mà lấy bằng cào giống bao tử giống á. Ngon quá ngon vậy. Cái này cũng sá hả? Ủa, cũng tải. Nó lộn nó lại thôi, có gì đâu ben đúng không? Lộn cái lại mà nó lại Tôi nó lộn cái lại cho tôi, nó lại cái lại cho tôi, nó lộn. Trời trời. Cái này thành điểm rồi. Đẹp lắm, quẹt rồi. Ngắn tốt như ta. Ăn gà này ngon tốt. Cái rồi trời ơi. Gà này ngon cái luôn luôn ơi. Tao thấy nó nhìn mẹ nó ngon một cái luôn. Ngon nghe một cái luôn. Ngọt hay không? Chị hết đấu luôn mày đâu. Bò lên nó bay lên cái kia lào tao ăn luôn. Mềm nhẹ. Dài. Hết cục à. Cục lá à? Thôi bỏ nó qua bên đi, lộn ngồi đó mình cạp sao đi. Không, gặp mày gặp nó tao gầu quá luôn á. Nghe tin đồn nãy mùng nói củ sắn này ngon quá, rồi mình ăn cái nấm nha bạn. Đủ. Nó giống như vậy. Quá ồn lại đúng rồi. Cuối cùng tôi cạp sạch cái đồ. Gì vậy? Đúng rồi, cảm giác ăn lẩu gà nó phê các bạn ơi, xuống. Trời. Cầm mày đang lột để cái xương đùi gà. Tao tưởng là cái đau của tao tốt. Dẹp tay à. Cho con đùi gà đó nút đi không đi. Nút cái ké luôn quá. Mấy bạn nha bạn. Biết mà bự ăn rồi. Đó. Nhóc chân nè, dích lên. Trời ơi, con này chắc không có nạt đâu. Kiếm phao câu trong lục đi. Ừ, phao câu giăng mặt mày đâu. Đâu. Đây kiếm à. Gái thầy tiến hành phao câu trao mề đó. Gái thầy tiến hành phao câu đứng đầu. Có câu cho mày. Thế mày ba. Thế nào không nổi. Đây. Phải không? Không phải không thôi. Nè nó nè. Không phải. Không phải. Cánh. Ngồi này hết thấy được gấp đôi. Này nè. Được không? Nè, đây nè. Đâu? Đây đó luôn á. Đủ. Đủ. Cái bóng trời. Trời. Ây, phao câu ai đấy rồi. Đây nè ba ơi ba. Tôi làm hơi lặng rồi. Tụi lại quá. Bao nữa. Không ăn được rồi. Ờ, để em tự ăn đi em này. Ờ, ông xui đi em nội ơi. Để tao ăn ra, tao ăn cái bà cậu cho, tao hết ăn bà cậu đó. Thôi trời. Anh em phải bình tĩnh. Em nhé tiền á. Cái gì mà ngồi nhìn miệng hoài chứ, cái ké luôn á, mấy mày á. Cắm vô, mày mày vô. Mời tất cả bạn nha. Cục thịt này nó không thịt đâu, nó thịt mà nó đậm trầu. Đúng rồi mấy bạn. Nóng. Đủ cạp cục hơn á trời. Nóng hả? Nóng. Quá nóng rồi. Nóng rồi. Cho tao miếng bún chèm nước lẩu vô quốc cái. Không. Bún nè. Trời ơi, dữ sao? Miếng bún. Bún ngang miếng trời. Mày làm tao ngại đi, tao ngại gì đâu mày. Ai mẹ bún ngang miệng miếng, tao ngại đi chứ. Thì em cảm ơn đi. Tao quá cảm ơn chứ. Bữa đâu mày miếng bún không? Các bạn nha, tôi quá ngon mà. Đủ. Đúng. Ông lộn không lựa mấy cục mềm mà không ăn không lựa cục dai tại. Không dai nhưng cái da dọn. Ngon không? Thịt chắc là ngon. Tại vì gà nầu là cánh nè, cổ nè. Ờ, ngon nhất mà. Da dọn sực sực đi. Ăn nạt không là thua. Đúng. Dở đi. Sạch sĩ. Ok. Phải có da rồi dọn. Trời. Quá đã không? Quá đã. Tướng tèo lên. Chú tè. Quá đã. Quá đã chú làm ơi. Quá đã đi chứ. Coi như miệng quá đã đi chứ. Ngon ngon, ngon lắm. Đó. Cục nấu ngon nha miệng. Ừ, cục đó ngon đó. Gà nội mà. Cục nấu ngon nha. Trời trời, cái nước thịt của xương thịt nó ra ngọt nhẹ. Nghe con thịt ngọt xương quá. Thịt thịt quá thịt luôn ba. Cho đập xương làm lại cái tô cháo luôn á. Ừ, không có đập xương. Mấy bạn nha bạn. Mũi luôn á. Ừ. Thử quá không? Ngon à. Trời, cái thịt như thịt trâu rồi trời. Ăn gà, gà nầu mà 3 ký mấy nha bạn, nó già á. Rất là ngon nha, quá tuyệt vời luôn. Không phải nào chịu nổi luôn. Tôi nghe tin đồn ăn gà có da là ngon.
thì tôi lấy luôn chứ sao chịu được bây giờ. Tự nhiên giờ vô cái ca hay hơn nãy luôn lòng trời tôi thấy. Ca giờ có hơi hơn nãy rồi đó. Ừ, cá hoài. Không, hơi ca hơi ấm rồi đó. Ông bây giờ vô đó mà. Nhảy luôn đó. Dũng bún sĩ bún dưa mùng tơi mà không ăn cho là biết là đắt đắt xô cái nào rồi. Trời dạng ngon rồi, đúng kêu ăn bún dưa mùng tơi dạ ngon rồi, cực kỳ đúng rồi, quá ngon quá tuyệt vời các bạn nha. Wow, mời anh em nha. Chưa cắn lộn chỗ xương. Gì trời. Anh con gà hả bay. Ngày não với trời. Cái đầu gà con gì gà lớn rồi. Chịu hết nổi luôn, ngày não quá, ngày não rồi. Ngày não luôn rồi. Tôi thiệt nãy là tôi ghi là mấy cái bạn tủ là ông không. Bạn nào tủ? Ừ. Tao có biết bạn nhà nào đâu tủ cái đẹp gái vậy. Thôi bạn nha. Quả mà ông tình ca không dữ vậy sao. Tình ca mà ông đâu biết tội đâu. Nói chung là nhạc thì bản là đôi khi là một bản là hụt một đoạn 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 mà mình cũng hụt như bạn, nhưng mà cái từ đời bài hát là mình không biết nha. Thật sự là nói giờ là mình không biết là tự khó nhớ đa số anh em không biết luôn chứ nhớ gì. Đa số anh em mình biết hát một khúc vậy tại vì thường thường á các biết. Bạn đi đây đi đó các bạn nghe người ta bắt nhạc thì mình thuộc cái lời thôi, còn mình đâu có thấy được cái từ cái tên bài hát là cái gì đâu. Giống như ra quán cà phê ngồi thì mình chỉ ngồi uống ly cà phê và lên nhạc là biết à, mình chỉ biết ca thôi chứ mình đâu có biết tên đâu. Nãy mà ông đổ gì chứ ông cho phim đón bắt chúng khoát luôn, biết tên mà nhạc hơi bị nhiều luôn á. Không biết đâu mà đậu rồi nói đó bắt chiến bóng xít luôn. Ở đây sao tao tức chỉ làm cái nước chỉ có cầu hả, tao tức dữ lắm á. Dích lên tao lục bỏ rồi đó. Không gì tức ghen có tôi lo đâu, nãy nhớ là tao chặt cái răng tao bỏ luôn rồi. Rồi thấy chưa bố, tụi anh em tốt hơn là để tôi thôi đó rồi lụm mấy này luôn nãy rồi nhớ chặt cái răng rồi quất cái chơi với nãy tôi ăn rồi nội ơi. Nãy lúc đang nấu của tôi ăn đây, rồi. Tao kiếm nè, tao thích kiếm một cầu luôn cho lụng ăn để nó không có bình dầu rồi nó ối đó. Tại vì cái đậu. Cái đậu này là của te và cái này đâu nói lùng nha bạn, nên có thể bự thoải mái đi. Tại vì mình với quay phim hồi nữa hai anh em mình đi ăn hủ tiếu bỏ rồi nên không còn gì mà bể bằng cãi đâu. Ông vô ông ăn cơm ngủ với ông ăn cái cỡ ông bó quẻ là như hủ tiếu vỏ đóng không nãy nè đâu đó thấy họ ăn không quá đỉnh luôn. Tôi thề tôi chẳng rồi. Yêu ai rồi nút bình dầu liền không kẹp á, hút cái bình dầu đi cho nó thâm cổ bán họng đi, nạo cái bình dầu liền chứ không có nói nhiều với dân á. Rồi thôi cầu nha ngon chứng nào lớp da rồi. Wow nghe nói gà ăn da ngon lắm, ăn được một cục dứt cục hai một cục nữa đi, cục này xong tới quất luôn. Rồi, rồi, cầu, mấy bạn nghe bạn luôn á. Nghe nói cà mau xa lắm. Ở cuối cùng bạn nha. Ở nóng rất mướt lắm. Dồn nhé. Bố liếu. Ông bố liếu mà giữ chứ. Hai con chưa trước mặt là còn chưa gặm nữa. Hai con chưa trước mặt là còn chưa gặm nữa. Ừ, dạ ngon. Giòn. Rồi đem lên tép nấu canh coi. Con nào có bọc đem hết luôn rồi. Dữ dữ vậy sao. Quay cho mấy mụn coi nấu canh tép rồi chứ bạn. Mụn đem về luôn rồi. Chơi cô ghe khô áo luôn rồi. Này là cô queo luôn nha. Trời ơi, dẫu thật chứ. Ừ, đúng rồi. Béo chưa chắc béo đâu, chậu văn nhẹ. Vũ văn ếch ếch. Gà ăn hốc mà. Chú văn nhẹ te gà đang ngốc rồi thúi luôn rồi. Ăn vô nghiêng cái hành gà luôn nha. Wow, quá đẹp quá mổ. Làm sao sẽ quyết định nó sẽ làm gà giả cày. Gà giả cày ăn như bánh mì à, ăn như chó. Mày giả cày phải ăn như chó chứ đúng không, giả cày mà. Cái đó mà chàng bún ha, chấm bánh mì cũng tới nữa, có chú sáp mà vừa chín tới bỏ vô nấu chung cái thảo luôn.
Ừ. Kêu gà nấu cối á. Ngon con nhé luôn. Này ngon nè. Này là ngon nè. Nó là chắc đâu mùi quýt tẩm sao. Gà nấu cối á, ngon con nhé luôn. Ngon thiệt. Mười tuổi bây giờ. Trời ơi dơ nhẹ. Giống ba cây ý trời. Làm món khác đi, làm món khác ăn. Thôi nói chung thì clip hôm nay cũng khá là dài nha bạn. Thì mình với Quyên thì hai anh em mình thì các bạn biết là thượng thừa trong làm âm nhạc nha. Quá thượng thừa luôn. Nói chung là giao thừa luôn á. Cả bầu trời âm nhạc mà. Bản nhạc của mình Quyên cũng biết cho nha. Ôi dê. À, đúng nhạc có mà, câu ạ. À. Nhạc sến mà sang mà shit luôn anh nó cũng biết anh. Nhạc xú. Nhạc xú. May mà nhớ mà một chai mà kinh đi. Ghê mày. Đọc kinh phải không? Rồi xong luôn. Tao nói cái đó là không được rồi, mày qua mà bỏ đi chứ tao bỏ lắm chịu nói là tao chịu thủ được. Nói chung thì clip hôm nay anh em mình xin phép sẽ khép lại tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả bạn xem clip này có gì đó vui vẻ và nhiều sức khỏe. Nếu tất cả bạn thích clip này, các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp em mình. Và điều quan trọng, các bạn hãy bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.